áo đa thề. Đúng rồi. Ơi, anh muốn ăn kiểu mua không nha. Mình áo cặp. Hôm nay mình xin đánh bài Top of the World của Canada. Ồ. Ấy là đang muốn lên đỉnh đó mà. Ủa, đang lên đỉnh rồi đó. Ủa, đúng Phật, đúng thế là Phật. Phật gì?